Hello, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà mình nha, Thanh Nguyễn và Mộng Huyền. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà mình. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ live tất cả các ngày trong tuần nha cả nhà. Vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali và là 9 giờ sáng tại Việt Nam. Chúc chào cả nhà mình Noel vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc bên gia đình nha. Hôm nay là ngày 25 bên Mỹ nha. Noel người ta đi chơi rất là nhiều. Không biết có ai vô xem live hai chị em mình không? Em chào chị Mina Đặng. Chào cả nhà. Hôm nay chị Mina Đặng không đi chơi Noel hả ta? Không, ý là thường là giờ là ta chơi Noel ở nhà. Chào cả nhà mình và bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ live tất cả các ngày trong tuần vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali và là 9 giờ sáng tại Việt Nam nha cả nhà. Và hiện tại là có rất là nhiều người lấy hình ảnh của nam ca sĩ Đan Nguyên đăng giả mạo trang công ty Trầm Hương Nguyễn, đăng lên với cái nội dung như là mua 1 tặng 1 hoặc là giảm 50% hoặc là mua 2 tặng 1. Thì tất cả những thông tin đó đều là giả mạo nha cả nhà. Khi mà cả nhà mình mua hàng bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì chỉ có 2 số phone được ghim trên màn hình, còn tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo nha cả nhà. Khi mà cả nhà mình gửi track hoặc gieo hoặc là cà thẻ thì chỉ có một số phone duy nhất của chị Hương tại Mỹ là 714-588-9989 thôi nha cả nhà. Và trước đây và hiện tại cho đến bây giờ, nam ca sĩ Đan Nguyên là đại diện độc quyền duy nhất cho bên công ty Trầm Hương Nguyễn, ngoài ra không đại diện cho bất cứ thương hiệu jewelry hoặc là quảng cáo Trầm nào khác nha cả nhà. Chào cả nhà mình. À bên Trầm Hương Nguyễn ha, em xin vô một chút rồi. Trầm Hương Nguyễn ha, nó bị mất đúng không? Ừ. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn có hai loại trầm nha cả nhà. Một loại trầm là do con người trồng cấy, còn một loại trầm là trầm núi rừng mọc tự nhiên. Nên là cả nhà ơi, cả nhà mình có muốn lên mẫu gì hoặc muốn xem mẫu gì thì cứ comment để em và chị Thanh sẽ lên mẫu cho cả nhà mình xem, và cuối live sẽ chốt cho cả nhà mình với món quà tặng đặc biệt để lấy lọc nha cả nhà. Sẽ được hai món chốt để nhận được quà tặng đặc biệt để lấy lọc nha cả nhà. Hai món để mình được tặng thêm một ít để lọc. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn có hai loại trầm, một loại trầm là do con người trồng cấy, còn một loại trầm là trầm núi rừng mọc tự nhiên nha cả nhà. Nên là cả nhà ơi, cả nhà mình có muốn lên mẫu gì hoặc muốn xem mẫu gì thì cứ comment để em và chị Thanh sẽ lên mẫu cho cả nhà mình xem, và cuối live sẽ chốt cho cả nhà mình với món quà tặng đặc biệt để lấy lọc nha. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Mỹ, nằm trong Mall Phú Lộc Thọ, miền Nam Cali, tại unit là 146, từ cửa sau đi vào, cho dễ tìm nha cả nhà. Từ cửa sau đi vào, bước hai bước chân, ngã quẹo đầu tiên bên tay phải, cách hai căn là tới tiệm Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ nha cả nhà. Và sẽ mở cửa từ 11 giờ trưa, đóng cửa vào lúc 6 giờ tối, mở cửa tất cả các ngày trong tuần, đóng cửa vào ngày thứ hai nha cả nhà. Chỉ có một tiệm duy nhất nằm trong Mall Phú Lộc Thọ, miền Nam Cali, ngoài ra không có tiệm thứ hai tại Mỹ nha cả nhà. Không có chi nhánh thứ hai tại nước Mỹ. Công ty ở Việt Nam thì ở địa chỉ là 188 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Sẽ mở cửa vào lúc 9 giờ sáng và đóng cửa vào lúc 9 giờ tối. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần nha cả nhà. Không đóng cửa ngày nào. Và cũng chỉ có một tiệm duy nhất ở Việt Nam. Không có chi nhánh thứ hai tại Việt Nam nha cả nhà mình nha. Và trong cái thời điểm như thế này, cả nhà mình ơi, cả nhà mình mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn, mua từ sản phẩm từ 200 đô mình sẽ được một phiếu bốc thăm trúng thưởng nha cả nhà mình nha. Mình mua sản phẩm càng nhiều thì cơ hội trúng càng nhiều nha cả nhà. Khi đầu ngày mùng 1 Tết âm lịch đó, mình mà được trúng sản phẩm Trầm Hương thì rất là may mắn nha cả nhà mình nha. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ live tất cả các ngày trong tuần vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali và vào lúc 9 giờ sáng tại Việt Nam. Và ngày mùng 1 Tết âm lịch, từ 11 giờ trưa đến 6 giờ tối tại miền Nam Cali, nằm trong Mall Phước Lộc Thọ, công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ nha cả nhà. Khách hàng đã từng mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn, mình có thể ghé qua công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ, mình hái lộc đầu xuân nha cả nhà. Hái lộc đầu xuân, cái cây mai trị giá là 1.000 đô, trong đó là có 4 tờ 100 đô nha cả nhà. Và những tờ còn lại là 1 đô, 2 đô, 5 đô, 10 đô, 20 đô để mình lấy lộc nha cả nhà mình nha. Cả nhà mình đến ngày mùng 1 Tết để vui với chị Hương Nguyễn ở Mỹ nha cả nhà mình. Mình đến mình có ăn mứt nè, ăn trái cây, những cái món nhẹ và rất là vui nha cả nhà. Ngày mùng 1 Tết từ 11 giờ trưa đến 6 giờ tối nha cả nhà mình nha, giờ miền Nam Cali. Và đặc biệt sẽ vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali và sẽ chọn ra 3 vị khách đặc biệt và may mắn nhất ngày mùng 1 Tết để bốc thăm trúng thưởng chương trình ở bên công ty Trầm Hữu Nguyễn nha cả nhà. Và sẽ livestream trực tiếp. Đúng rồi, và sẽ được livestream trực tiếp bên trang
Bên Trang Trầm Hữu Nguyễn nha cả nhà. Vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali ngày mùng 1 Tết âm lịch. Ngày mùng 1 Tết âm lịch với giá trị giải thưởng là giải 3 sẽ là được bột trầm và nhang trầm trị giá là 500 đô nha cả nhà. Và giải nhì là một cái vòng trầm núi rừng mọc tự nhiên trị giá là 1.200 đô. Và giải nhất sẽ là trầm núi rừng mọc tự nhiên một cái chuỗi nha cả nhà, trị giá là 3.000 đô. Và khi mà cả nhà mình mua sản phẩm từ 200 đô trở lên sẽ được một phiếu bốc thăm trúng thưởng nha cả nhà. Mua càng nhiều thì tỷ lệ trúng càng cao nha cả nhà. Đầu năm mà mình trúng trầm hương núi rừng mọc tự nhiên thì mình rất là may mắn nha cả nhà mình nha. Em chào anh Biran Hata. Em chào anh Biran Hata, Merry Christmas và chúc anh Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha anh Biran Hata. Chào cả nhà. Và hiện tại, trước đây và hiện tại bây giờ, nam ca sĩ Đăng Nguyên chỉ duy nhất đại diện độc quyền cho công ty Trầm Hương Nguyễn. Ngoài ra, ca sĩ Đăng Nguyên không có quảng cáo cho bất cứ thương hiệu jewelry hoặc là quảng cáo cho tiệm trầm nào khác nha cả nhà mình nha. Vì có rất là nhiều người lấy hình ảnh nam ca sĩ Đăng Nguyên quảng cáo sản phẩm cho mình, quảng cáo những sản phẩm không rõ nguồn gốc nhằm mục đích là lừa đảo khách hàng. Nên khi cả nhà mình mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì chỉ gọi vào hai số phone. Một số phone của chị Hương ở Mỹ là 714-588-9989 và số phone tại Việt Nam của chị Thanh là 0983-556669. Chỉ có hai số phone duy nhất để chốt đơn hàng nha cả nhà. Ngoài ra tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn mẫu thì rất là nhiều nha cả nhà mình nha. Thì loại trầm thì sẽ khác nhau, nên cả nhà mình muốn lên mẫu nào ở Việt Nam và cái giá Việt Nam thì cứ comment để Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ lên mẫu và cái giá Việt Nam cho cả nhà mình xem và tham khảo. Với cùng với chất lượng trầm thì cái giá Việt Nam được giá tốt hơn giá bên Mỹ một xí, cho dù cộng 60 đồng tiền phí ship nha cả nhà mình nha. Nên cả nhà mình muốn lên mẫu nào thì cứ comment nha. Và khi mình đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ hoặc đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam thì mình sẽ mua đúng giá niêm yết nha cả nhà. Chỉ trên những cái like như thế này, bên công ty Trầm Hương Nguyễn cuối like được 2 món để mình tặng thêm một ít để lấy lọc. Nên cả nhà mình muốn chọn mẫu nào thì cứ nhắn tin comment nha cả nhà, để mình được tặng một xí để lấy lọc và được thêm một phiếu bốc thăm trúng thưởng nha. Nếu mà mua sản phẩm từ 200 đô là mình sẽ được một phiếu bốc thăm trúng thưởng. Mình mua sản phẩm càng nhiều thì cơ hội cũng càng cao nha cả nhà. Đầu năm mà mùng 1 Tết mình trúng giải thưởng Trầm Hương thì rất là may mắn nha cả nhà. Và bây giờ Thanh Nguyễn sẽ lên những cái mẫu ở Việt Nam và cái giá Việt Nam cho cả nhà mình xem tham khảo. Em chào chị Ngọc Nguyễn. Em chào chị Ngọc Nguyễn. Chào cả nhà mình. Và đây là mặt Phật Bà nha cả nhà. Mặt đây là mặt Trầm Hương. Đây là Trầm Hương núi rừng mọc tự nhiên nha cả nhà. Mặt Mẹ Quan Âm, Trầm Hương núi rừng mọc tự nhiên. Đây là sản phẩm hàng Trung nha cả nhà. Hàng Trung mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp. Mặt dây chuyền Mẹ Quan Âm bọc vàng 18K nha cả nhà. Giá Việt Nam là 45 triệu tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 1.956 đô Mỹ. 1.956 đô Mỹ cho mặt dây chuyền Mẹ Quan Âm bọc vàng 18K. Mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp nha cả nhà. Dạ em chào chị. Em chào chị Đài Kim. Mặt Phật Mẹ Quan Âm. Em chào chị Kim Vân. Mặt Phật Mẹ Quan Âm bọc vàng 18K. Chào chị Ngọc Nguyễn nha. Sản phẩm hàng Trung mình đeo nó sẽ sậm màu và lên dầu bóng rất là đẹp nha cả nhà. Mặt Phật Mẹ Quan Âm trầm núi rừng mọc tự nhiên. Giá Việt Nam là 45 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 1956 đô Mỹ nha cả nhà. 1956 đô Mỹ cho cái mặt Phật Mẹ Quan Âm bọc vàng 18K trầm núi rừng mọc tự nhiên nha cả nhà, rất là đẹp. Cả nhà ơi, cả nhà mình có muốn lên mẫu gì hoặc muốn xem mẫu gì thì cứ comment để em và chị Thanh sẽ lên mẫu cho cả nhà mình xem và cuối live sẽ được hai món quà tặng đặc biệt để lấy lọc nha cả nhà. Cái vòng này là lô hàng cũ được mùa rất là thơm nha cả nhà. Rất là thơm, mùi hương rất là đỉnh luôn. Đây là sản phẩm hàng Trung nha cả nhà. Tầm 9-10 hàng Trung nha, mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp. Vòng đeo tay mắt cúc 12 ly dành cho nam nha cả nhà. Vòng đeo tay mắt cúc 12 ly dành cho nam biết với những cái bi vàng 18K và một cái trang bi kim tiền vàng 24K nha cả nhà. Giá Việt Nam là 42 triệu tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 1826 đô Mỹ. 1826 đô Mỹ cho vòng đeo tay mắt cúc nha cả nhà mình nha. Trầm núi rừng mọc tự nhiên, sản phẩm là 9-10 với hàng Trung nha cả nhà. Mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp. Đây cái mùi hương thơm rất là đỉnh nha cả nhà mình nha. Lô hàng cũ nên mùi hương thơm rất là đỉnh. Em chào chị Thu Hồng.
Vòng đeo tay mắt hút hàng 12 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay mắt hút 12 ly mix với lại bi vàng 18k và trang bi kim tiền vàng 24k. Đây, sản phẩm 9-10 với hàng chung nha cả nhà. Mình đeo nó sẽ sậm màu và lên dầu bóng rất là đẹp nha. Em chào anh Duy Nguyễn. Giá Việt Nam là 42 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 1.826 đô Mỹ nha cả nhà. 1.826 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay mắt hút 12 ly trầm núi rừng ngọc tự nhiên. Đây. Em chào chị Tuyền Lê. Rất là đẹp nha cả nhà. Mình đeo nó sẽ sậm màu và lên dầu bóng rất là đẹp nha. Và cả nhà ơi, cả nhà follow cái trang công ty Trầm Hương Nguyễn hoặc là cái trang công ty Trầm Hương Nguyễn 2 nha cả nhà ha. Fanpage Trầm Hương Nguyễn chính thức và trang Trầm Hương Nguyễn 2 hoặc là follow cái trang của chị Hương Trầm Hương Nguyễn bên Mỹ nha cả nhà. Vì có rất là nhiều người đang giống như đang phá trang fanpage công ty Trầm Hương Nguyễn nên mình không biết là mình like được cái ngày nào, hoặc là có thể là bị giống như là bị họ phá rất là nhiều vì có rất là nhiều trang giả mạo trang công ty Trầm Hương Nguyễn. Nên khi cả nhà mình mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì chỉ lưu ý hai số phone nha cả nhà. Một số phone chị Hương ở Mỹ và một số phone của Thanh ở Việt Nam ghim dưới màn hình và phía sau màn hình. Nên cả nhà mình khi mua sản phẩm thì gọi vào hai số phone để tránh mua những cái trang giả mạo nha cả nhà. Vì hiện tại rất là nhiều trang giả mạo trang công ty Trầm Hương Nguyễn nha cả nhà mình nha. Trang fanpage công ty Trầm Hương Nguyễn đang có rất là nhiều người phá. Nên cả nhà mình khi mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì chỉ gọi vào hai số phone. Bởi vì khi mà bên công ty Trầm Hương Nguyễn like như thế này thì nói đi đó lại hai số phone. Vì có rất là nhiều người là mua cái sản phẩm trang giả mạo là giống như là khi mà gieo tiền hoặc chuyển tiền thì họ không có ship hàng. Nên khi chuyển tiền hoặc là gieo tiền thì chỉ gọi vào một số phone ở Mỹ của chị Hương là 7145889989 cho chắc ăn nha cả nhà mình nha. Em chào chị Linh Trần. Em chào chị Tuyền Lê. Em chào chị Linh Trần. Chào cả nhà mình. Và đây là vòng đeo tay mắt khúc nha cả nhà. Vòng đeo tay mắt khúc 7 ly. Vòng đeo tay mắt khúc 8 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay mắt khúc 8 ly miếp với những bi vàng 18k và có 100 bi kim tiền vàng 24k. Đây là nằm ở phân khúc hàng chung nha cả nhà. Đây là lô hàng cũ nên mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp. Lô hàng cũ mùi hương thơm rất là đỉnh nha cả nhà mình nha. Đây là lô hàng cũ trong cái bộ sưu tập của Thanh nè. Đây, cái vòng này rất là đặc biệt nha cả nhà. Mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp. Giá Việt Nam là 45 triệu tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 1.956 đô Mỹ nha cả nhà. 1.956 cho cái vòng đeo tay mắt khúc hạt 8 ly. Mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp nha cả nhà. Em chào anh Minh Tân. Vòng đeo tay mắt khúc hàng 8 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay mắt khúc hàng 8 ly mix với lại bi vàng 18k và trang bi kim tiền vàng 24k nha cả nhà. Đây rất là đẹp. Mình đeo nó sẽ sậm màu và lên dầu bóng rất là đẹp nha cả nhà. Vòng đeo tay mắt khúc hàng 8 ly trầm núi rừng ngọc tự nhiên. Giá Việt Nam là 45 triệu tiền Việt Nam đồng. Em chào anh Nicolas Nguyễn. Và giá đô Mỹ là 1.956 đô Mỹ nha cả nhà. 1.956 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay mắt khúc hạt 8 ly trầm núi rừng ngọc tự nhiên. Đây rất là đẹp nha cả nhà. Mỗi khi anh Nicolas Nguyễn lên là nhảy tay nói lưỡi phải cười để đúng không thể bị chịu luôn. Em chào anh Nicolas Nguyễn. Hôm nay anh Nicolas Nguyễn có đi chơi Noel không? Merry Christmas. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều nha. Em cũng chúc anh và gia đình có một mùa lễ Giáng sinh vui vẻ ấm áp và hạnh phúc nha anh. Em chào chị Ly Nguyễn. Và đây là chuỗi 108 hạt 6 ly. Đây, chuỗi 108 hạt 6 ly nha cả nhà. Trầm núi rừng mộc tự nhiên mix với cái trăm bạc 925 màu vàng nha cả nhà. Mix với trăm bạc 925 màu vàng với người mệnh kim, mệnh thổ và mệnh thủy nha cả nhà mình nha. Hợp với mệnh kim, mệnh thổ và mệnh thủy. Bên công ty Trọng Hương Nguyễn có thay đá và thay trăm theo bổn mệnh của khách hàng mình. Đây, chuỗi 108 hạt 6 ly, giá Việt Nam là 16 triệu tiền Việt Nam đồng. Giá Việt Nam là 16 triệu tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 695 đô Mỹ nha cả nhà. 695 đô Mỹ. Chi trên những cái like này là bên công ty Trọng Hương Nguyễn hai món cuối cùng mình sẽ được tặng thêm một ít lấy lọc. Và mình được thêm phiếu bốc thăm trúng thưởng nữa nha cả nhà mình nha. Mua sản phẩm từ 200 đô sẽ được một phiếu bốc thăm trúng thưởng. Mình mua sản phẩm càng nhiều thì cơ hội trúng càng nhiều nha cả nhà mình nha. Phiếu bốc thăm trúng thưởng là 200 đô mình sẽ được một phiếu. Mình mua 600 đô sẽ được 3 phiếu là cộng dần lên nha cả nhà mình nha. Và mùng 1 Tết sẽ live stream trực tiếp
trên cái trang fanpage Trầm Hương Nguyễn như thế này. Vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali vào ngày mùng 1 Tết âm lịch, sẽ chọn ra 3 vị khách may mắn nha cả nhà mình nha. Giải 3 là mình có là nhang trầm và bột trầm trị giá 500 đô. Giải nhì là được một vòng đeo tay trầm núi rừng mộc tự nhiên trị giá 1.200 đô. Và giải nhất là được trị giá là một cái chuỗi 108 hạt 6 ly là trị giá là 3.000 đô nha cả nhà. Ba giải rất là đặc biệt nha cả nhà mình nha. Trong thời gian đó thì mình được từ 11 giờ trưa đến 6 giờ tối, cũng là ngày mùng 1 Tết nha cả nhà mình nha. Mình đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ, mình hái lọc đầu xuân cho may mắn nha cả nhà. Và cái cây mai trị giá là 1.000 đô, trong đó là có 4 tờ 100 đô cho những vị khách thật là may mắn. Ai mà cướp được một cái tờ 100 đô rất là may mắn nha cả nhà. Và những cái tờ khác cũng là một cái sự may mắn cho mình, là từ có những cái tờ 1 đô, 2 đô, 5 đô, 10 đô và 20 đô nha cả nhà mình nha. Cây mai trị giá là 1.000 đô. Nên cả nhà mình, những cái khách hàng đã từng mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn, thì mùng 1 Tết mình đến ra công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ, mình có thể là hái lọc đầu xuân để cho may mắn nha cả nhà. Tất cả những cái khách hàng đã từng mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn, mình đều được ra để hái lọc đầu xuân cho may mắn nha cả nhà. Đây, chuỗi 108 hàng 6 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hàng 6 ly trầm núi rừng mọc tự nhiên, mất với lại trang bạc 925 đá màu vàng, hợp với người mệnh thổ, mệnh kim và mệnh thủy nha cả nhà. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn có thay đổi đá theo bổn mệnh của khách hàng. Giá Việt Nam là 16 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 695 đô Mỹ nha cả nhà. 695 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hàng 6 ly trầm núi rừng mọc tự nhiên. Mình có thể đeo vô tay 4 vòng hoặc bung ra làm sợi dây chuyền cũng rất là đẹp nha cả nhà. Em chào chị Thảo Trần, chào Hà Nguyễn nha. Chào Hà Nguyễn, hôm nay Merry Christmas. Chúc em và gia đình vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc bên gia đình nha Hà Nguyễn. Em chào chị Hà Nguyễn. Chào hai chị yêu. Rồi, chào em. Ngày mùng 1 Tết nhớ xem live stream nha cả nhà mình nha. Vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali vào ngày mùng 1 Tết âm lịch, là nhằm vào ngày mùng 2 Tết ở Việt Nam nha cả nhà. Vào lúc 9 giờ sáng sẽ live stream trực tiếp để bốc thăm trúng thưởng và được hái lọc đầu xuân nha cả nhà. Hái lọc đầu xuân online nữa. Nếu mà còn cái số tiền ở trên đó thì sẽ hái lọc đầu xuân online. Vì những cái khách hàng bên công ty Trầm Hương Nguyễn, mình sẽ được hái lọc đầu xuân online vào lúc ngày mùng 1 nha. Mùng 1 Tết âm lịch. Và những cái khách hàng đến ở công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ, mình có thể là hái lọc đầu xuân từ lúc 11 giờ trưa đến 6 giờ tối nha cả nhà. 11 giờ trưa đến 6 giờ tối. Và đây có một cái vòng trầm hương chìm nè, đây là vòng trầm hương chìm nước tự nhiên nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt nút nha cả nhà, vòng đeo tay hạt nút trầm hương chìm nước tự nhiên nha cả nhà. Trầm hương chìm nước tự nhiên hiện đang rất là quý hiếm nha cả nhà mình nha. Mix với cái trăm bi kim tiền vàng 24k. Cái vòng này là dành cho nam nha cả nhà. Vòng này dành cho nam. Giá Việt Nam là 153 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 6.652 đô Mỹ cho vòng đeo tay hạt nút nha cả nhà mình nha. Vòng đeo tay hạt nút mix với trăm bi kim tiền vàng 24k dành cho nam. Đây là trầm hương núi rừng mộc tự nhiên, đây là trầm hương chìm nước tự nhiên. Trầm hương chìm nước tự nhiên hiện đang rất là quý hiếm nha cả nhà. Màu rất là đẹp, mùi hương thơm rất là đỉnh nha cả nhà mình nha. Đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp. Đây cái bản thân là cái trầm hương chìm nước tự nhiên, cái màu nó rất là đen rồi nha cả nhà mình nha. Màu rất là đẹp và mình đeo nó sẽ bóng lên rất là đẹp. Em chào chị Trang Lâm. Em chào anh nhà thiết kế Tuấn. Em chào anh Hải Trọng Nguyễn nha, nhà thiết kế Tuấn Hải. Chị Hà Nguyễn nói là gì đó? Gặp hai chị lúc nào cũng tươi là thấy cuộc sống rất tích cực rồi. Cảm ơn em Hà Nguyễn rất là nhiều. Đây, vòng đeo tay hạt nút nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt nút chìm nước tự nhiên. Đây, rất là đẹp, mít với lại bi vàng 24k nha cả nhà. Rất là đẹp, trầm núi rừng mọc tự nhiên. Giá Việt Nam là 153 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 6.652 đô Mỹ nha cả nhà. 6.652 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay hạt nút 10 ly trầm núi rừng mọc tự nhiên nha. Đây, rất là đẹp, mùi hương thì khỏi phải chê luôn nha cả nhà. Trầm hương chìm nước tự nhiên thì rất là quý hiếm nha cả nhà mình nha. Cái vòng đó là dành cho nam, còn cái vòng này là dành cho nữ nè cả nhà. Vòng đeo tay dành cho nữ hạt nút cũng là 10 ly nha cả nhà mình nha. Vòng đeo tay hạt nút 10 ly trầm núi rừng mọc tự nhiên, đây là sản phẩm trầm hương chìm nước tự nhiên nha cả nhà. Trầm hương chìm nước tự nhiên hiện đang rất là quý hiếm nha cả nhà mình nha.
mít với những bi vàng 18K, giá Việt Nam là 139 triệu tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 6.043 đô Mỹ nha cả nhà, cho cái vòng đeo tay hẹp nút 10 ly dành cho nữ. Mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp nha cả nhà. Này, vòng đeo tay hẹp nút. Đây. Vòng đeo tay mắt hút 10 ly dành cho nữ nha cả nhà. Vòng đeo tay mắt vòng đeo vòng đeo tay hạt nút nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt nút dành cho nữ trầm núi rừng mộc tự nhiên, mít với lại bi vàng 18K. Đây, rất là đẹp. Giá Việt Nam là 139 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 6.043 đô Mỹ nha cả nhà. 6.043 đô Mỹ cho cái vòng hạt nút 10 ly dành cho nữ nha cả nhà. Đây, rất là đẹp. Mùi hương thì khỏi phải chê nha cả nhà. Em chào chị Bích Lê. Mùi hương rất là đỉnh nha cả nhà. Cả nhà mình muốn lên mẫu nào và cái giá Việt Nam thì cứ comment để Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ lên mẫu và cái giá Việt Nam cho cả nhà mình xem nha. Khi mình đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ hoặc đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam thì mình sẽ mua đúng giá niêm yết. Trên những cái like này thì hai món cuối cùng sẽ được tặng thêm một tí để lấy lọc nha cả nhà. Mình mua sản phẩm càng nhiều thì cơ hội trúng càng nhiều nha cả nhà mình nha. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn có hái lọc đầu xuân vào lúc 11 giờ trưa đến 6 giờ tối tại miền Nam Cali. Tiệm Trầm Hương Nguyễn, công ty Trầm Hương Nguyễn ở Mỹ mình sẽ đến hái lọc từ 11 giờ trưa đến 6 giờ tối ngày mùng 1 Tết âm lịch nha cả nhà. Và được live stream trực tiếp vào lúc 6 giờ tối là chọn ra 3 vị khách may mắn. Mình được phiếu bốc thăm trúng thưởng là một cái giải thứ ba là được một bột trầm và nhang trầm trị giá là 500 đô. Còn giải nhì là được trị giá một chiếc vòng đeo tay trầm núi rừng mộc tự nhiên là 1.200 đô. Và giải nhất mình được cái chuỗi 108 hạt. Trầm núi rừng mộc tự nhiên trị giá là 3.000 đô nha cả nhà mình nha. Và đầu năm mình trúng trầm hương á, là mình rất là may mắn. Nên cả nhà mình khi mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì chỉ gọi vào hai số phone duy nhất. Một số phone của chị Hương ở Mỹ là 714-588-9989 và số phone tại Việt Nam của chị Thanh là 0983-556669. Chỉ có hai số phone duy nhất nha cả nhà. Ngoài ra tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo. Nên cả nhà mình mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì chỉ gọi vào hai số phone. Em chào chị Mai Úc. Em chào chị Trang Nguyễn. Em chào chị Nguyễn Thắm. Chào cả nhà. Chào chị Nguyễn Thắm bên chị Trang Trầm Hương Nguyễn 2 nha. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ like hai trang nha cả nhà. Một trang Trầm Hương Nguyễn chính thức và một trang Trầm Hương Nguyễn 2. Nên cả nhà mình mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì lưu ý nha. Mỗi ngày bên công ty Trầm Hương Nguyễn đều like mỗi ngày. Vì có rất là nhiều trang giả mạo trang công ty Trầm Hương Nguyễn nha cả nhà. Có rất là nhiều người lấy hình ảnh nam ca sĩ Đan Nguyên quảng cáo sản phẩm cho mình với nội dung mua 1 tặng 1 hoặc là giảm 50% là hoàn toàn sai sự thật nha cả nhà, nhằm mục đích là lừa đảo khách hàng. Nên cả nhà mình mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì chỉ gọi hai số phone để đúng cái trang thật nha cả nhà. Vì có rất là nhiều trang giả mạo, hiện tại là đang trang giả mạo trang công ty Trầm Hương Nguyễn rất là nhiều luôn á. Em chào chị Ngọc Trân. Chào cả nhà mình. Và đây cái vòng này rất là đặc biệt nha cả nhà. Em chào chị Ngọc Trân. Đây, cái vòng này dành cho nam. Những cái lô hàng này lô hàng cũ quá cả nhà, chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Đây, vân dầu rất là đẹp nha cả nhà mình nha. Vân dầu rất là đẹp. Vòng đeo tay hạn 16 ly dành cho nam. Đây, vân dầu rất là đẹp nha cả nhà. Vòng đeo tay 16 ly dành cho nam. Đây là sản phẩm trầm núi rừng mộc tự nhiên. Đây là sản phẩm nằm ở phân khúc hàng VIP nha cả nhà. Nằm ở phân khúc hàng VIP thì mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp. Những cái vân dầu rất là đẹp nha cả nhà mình nha. Những cái sản phẩm mà vân dầu như thế này thì rất là hiếm. Giá Việt Nam là 96 triệu tiền Việt Nam đồng. Giá Việt Nam là 96 triệu tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 4.173 đô Mỹ nha cả nhà. 4.173 đô Mỹ cho vòng đeo tay hạt 16 ly dành cho nam. Đây là sản phẩm nằm ở phân khúc hàng VIP. Mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp nha cả nhà. Đây, chiếc vòng này rất là đặc biệt nha cả nhà mình nha. Lô hàng cũ nên rất là đặc biệt. Vân dầu rất là đẹp, rất là hiếm nha cả nhà. Vân dầu như thế này thì rất là hiếm. Đây, vòng đeo tay hạt 16 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 16 ly dành cho nam. Trầm núi rừng mộc tự nhiên. Đây là sản phẩm trầm hương VIP nha cả nhà. Sản phẩm trầm hương VIP mình đeo nó sẽ sậm màu và lên dầu bóng rất là đẹp nha. Giá Việt Nam là 96 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 4.173 đô Mỹ nha cả nhà. 4.173 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay hạt 16 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên này. Đây, rất là đẹp nha cả nhà. Vân dầu của nó rất là đẹp luôn. Mình đeo nó sẽ sậm màu và lên dầu bóng rất là đẹp nha cả nhà. Những cái loại mà vân dầu như vậy thì rất là hiếm nha cả nhà. Mình lên cái mắt khúc đi.
mấy cái mứt khúc dành cho nữ. Mình có loại mắt khúc 8 ly và 9 ly nha cả nhà. Đây là vòng đeo tay mắt khúc. Vòng đeo tay mắt khúc dành cho nữ nha cả nhà mình nha. Vòng đeo tay mắt khúc dành cho nữ. Đây là sản phẩm nằm ở phân khúc hàng VIP nha cả nhà. Cũng là cùng một lô hàng VIP nhưng mà cái sản phẩm nằm ở phân khúc ít dầu thì nó sẽ thấp hơn cái nằm ở phân khúc nhiều dầu nha cả nhà mình nha. Đây là sản phẩm vòng đeo tay mắt khúc hạt 8 ly. Các chữ tài lộc nếp bi vàng và bọc bi vàng 18K. Giá Việt Nam là 139 triệu tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 6.043 đô Mỹ. Mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp nha cả nhà. Mùi hương thơm rất là đỉnh. Chầm hương VIP thì mùi hương thơm rất là đỉnh nha cả nhà. Đây. Đó là 8 ly. Vòng đeo tay mắt khúc hạt 8 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay mắt khúc hạt 8 ly mít với lại bi vàng 18K và bọc vàng 18K. Khắc chữ tài lộc nha cả nhà. Đây. Chầm núi rừng mập tự nhiên. Đây là sản phẩm chầm hương VIP nha cả nhà. Sản phẩm chầm hương VIP mình đeo nó sẽ sậm màu và lên dầu bóng rất là đẹp nha. Giá Việt Nam là 139 triệu tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 6.043 đô Mỹ nha cả nhà. 6.043 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay mắt khúc hạt 8 ly chầm núi rừng mập tự nhiên. Phát chữ tài lộc nha cả nhà. Rất là đẹp. Và bên công ty Trọng Hương Nguyễn có khách tên theo yêu cầu của khách hàng nha. Và cái này là vòng đeo tay cũng là hàng nút luôn nha cả nhà. Ấy mắt khúc luôn. Nhưng mà cái này là 9 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay mắt khúc hàng 9 ly nằm ở phân khúc hàng VIP nha. Mình tiện xới ngang nha cả nhà. Tiện xới ngang cái mùi hương thơm rất là đặc biệt nha cả nhà. Khắc chữ tài lộc bọc vàng và mít bi vàng 18K. Đây là 9 ly nha cả nhà nha. 9 ly nằm ở phân khúc hàng VIP, mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp. Sản phẩm trầm hương VIP thì mùi hương thơm rất là đỉnh, khỏi phải chê vào đâu nha cả nhà. Giá Việt Nam là 151 triệu tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 6.565 đô Mỹ. 6.565 đô Mỹ cho vòng đeo tay mắt khúc hạt 9 ly. Đây. Vòng đeo tay mắt khúc hạt 9 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay mắt khúc hạt 9 ly chầm núi rừng mộc tự nhiên. Bọc vàng 18K, bọc vàng 18K, mít bi vàng 18K và khắc chữ tài lộc nha cả nhà. Đây, rất là đẹp. Chầm núi rừng mộc tự nhiên. Đây là sản phẩm chầm hương VIP nha cả nhà. Sản phẩm chầm hương VIP mình đeo nó sẽ sậm màu và lên dầu bóng rất là đẹp nha. Giá Việt Nam là 151 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 6.565 đô Mỹ. 6.565 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay mắt khúc hàng 9 ly. Đây, sản phẩm chầm hương VIP nha cả nhà. Chầm hương VIP mình đeo nó sẽ sậm màu và lên dầu bóng rất là đẹp nha. Và lên những cái vòng dành cho nail. Đây có cái này là mùi hương thơm rất là tốt nha cả nhà mình nha. Vòng đeo tay hạt 14 ly dành cho nam. Vòng đeo tay 14 ly dành cho nam. Đây là sản phẩm nằm ở phân khúc hàng chung nha cả nhà. Nằm ở phân khúc hàng chung thì mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp. Giá Việt Nam là 58 triệu tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 2.521 đô Mỹ nha cả nhà. 2.521 đô Mỹ cho vòng đeo tay hẹp 14 ly nằm ở phân khúc hàng chung. Mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp. Cổ tay nữ mà tròn tròn mình đeo hạt 14 ly cũng rất là được nha cả nhà mình nha. Thích đeo hạt to to thì mình vẫn đeo được hạt 14 ly. Vòng đeo tay hạt 14 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 14 ly chầm núi rừng mộc tự nhiên. Đây là sản phẩm hàng chung nha cả nhà. Sản phẩm hàng chung mình đeo nó sẽ sậm màu và lên dầu bóng rất là đẹp nha. Giá Việt Nam là 58 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 2.521 đô Mỹ. 2.521 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay hàng 14 ly chầm núi rừng mộc tự nhiên nha cả nhà. Mình đeo nó sẽ sậm màu và lên dầu bóng rất là đẹp. Đây. Bên công ty Trọng Hương Nguyễn mẫu thì rất là nhiều nhưng mà loại chầm thì sẽ khác nhau nha. Nên cả nhà mình muốn lên mẫu nào và cái giá nào thì cứ comment để Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ lên mẫu và cái giá Việt Nam cho cả nhà mình xem. Mẫu thì giống nhau nhưng mà loại chầm thì sẽ khác nhau nha cả nhà. Và đây là dây chuyền nha cả nhà. Dây chuyền ngửi với cả ngửi hoài luôn, ngửi hoài chắc bị trừ lương. Đây là dây chuyền mắt khúc nha cả nhà. Dây chuyền mắt khúc hạt 5 ly. Dây chuyền mắt khúc hạt 5 ly nha cả nhà mình nha. Đây, nằm ở phân khúc gần hàng chung nha cả nhà. Nằm ở phân khúc gần hàng chung. Đây là dây chuyền mắt khúc hạt 5 ly mít với những cái bi vàng 18K. Giá Việt Nam là 65 triệu tiền Việt Nam đồng. Giá Việt Nam là 65 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 2.826 đô Mỹ. 2.826 đô Mỹ nha cả nhà mình nha. Cho cái dây chuyền mắt khúc hạt 5 ly.
Đây là sản phẩm nằm ở phân khúc gần hàng trung nha cả nhà mình nha. Nằm ở phân khúc gần hàng trung. Em chào chị Nhung Nguyễn. Em chào chị Nhung Nguyễn. Em chào chị Ti Lơ. Đọc được hai chữ thôi. Nói tiếng Anh như gió cả nhà. Chữ có chữ không. Dây chuyền mắt cúc 5 ly nha cả nhà. Dây chuyền mắt cúc 5 ly mít với lại bi vàng 18k. Đây rất là đẹp, chằm núi rừng mọc tự nhiên nha cả nhà. Đây là sản phẩm gần hàng trung. Sản phẩm gần hàng trung. Đây, rất là đẹp nha cả nhà. Giá Việt Nam là 65 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 2.826 đô Mỹ. 2.826 đô Mỹ cho cái dây chuyền mắt cúc 5 ly bọc vàng 18k nha cả nhà. Đây, rất là đẹp nha cả nhà. Bên công ty trầm Hương Nguyễn sẽ có hai loại trầm, trầm do con người trồng cấy và trầm núi rừng mọc tự nhiên nha cả nhà. Trầm do con người trồng cấy vẫn là trầm thật 100%. Do con người trồng cấy mùi hương thơm nó sẽ ít hơn trầm núi rừng mọc tự nhiên nha cả nhà. Và đây là chuỗi 108 hạt 7 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 7 ly trầm do con người trồng cấy. Miết với những cái trầm bạc 925 và đá mắt khổ nha cả nhà. Đá mắt khổ đỏ hợp với người mệnh hỏa và mệnh thổ. Hợp với người mệnh hỏa và mệnh thổ. Giá tô Mỹ cho cái chuỗi 108 hạt 7 ly. Cho cái chuỗi 108 hạt 7 ly nha cả nhà, mình có thể quấn vào cổ tay 5 vòng như thế này và có thể là bung ra đeo thành sợi dây chuyền như thế này cũng rất là đẹp nha cả nhà mình nha. Chuỗi 108 hạt 7 ly thì mình đeo được rất là nhiều kiểu nha cả nhà. Lỗi kỹ thuật nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 7 ly mình đeo được rất là nhiều kiểu nha cả nhà. Lỗi kỹ thuật một xíu. Lỗi kỹ thuật một xíu nha cả nhà mình nha. Đây. Chuỗi 108 hạt 7 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 7 ly mít với lại trang bạc 925 và đá mắt khổ đỏ. Đá mắt khổ đỏ nha cả nhà. Đây, hợp với người mệnh hỏa và mệnh thổ. Đây, rất là đẹp nha cả nhà. Bên công ty trầm Hương Nguyễn có thay đổi đá theo bổn mệnh của khách hàng. Đây là trầm cho con người trồng cấy nha cả nhà. Em chào anh Ni Lu. Giá Việt Nam là 6.900.000 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 386 đô Mỹ nha cả nhà. 386 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hạt 7 ly trầm do con người trồng cấy. Đây, mình có thể đeo vô tay 5 vòng hoặc bung ra làm sợi dây chuyền cũng đều được nha cả nhà. Vì chuỗi 108 hạt này mình đeo được rất là nhiều kiểu. Đây, rất là đẹp nha cả nhà. Bên công ty trầm Hương Nguyễn có thay đổi đá là bổn mệnh của khách hàng nha cả nhà. Đây, rất là đẹp. Và đây là chuỗi 108 hạt 6 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 6 ly trầm do con người trồng cấy, miết với đá ngọc bích, hợp với người mình mộc và mình hỏa nha cả nhà mình nha. Hợp với người mình mộc và mình hỏa, mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng như thế này. Giá Việt Nam là 6.700.000 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 291 đô Mỹ nha cả nhà. 291 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hạt 6 ly như thế này. Mình có thể đeo, mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc bung ra đeo thành sợi dây chuyền cũng rất là đẹp nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt mình đeo được rất là nhiều kiểu. Mình mặc áo dài á, để chụp hình Tết, chụp hình xuân đồ á. Đó, mình mặc áo dài hoặc là áo thun mình đeo cũng rất là đẹp nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 6 ly trầm cho con người trầm cấy vẫn là trầm thật, trầm zin 100% nha cả nhà. Em chào chị Nguyễn Thủy. Em chào chị Suri Nguyễn. Em chào chị Suri. Chuỗi 108 hạt 6 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 6 ly trầm núi trầm do con người trồng cấy mít với lại đá ngọc bích nha cả nhà. Đá ngọc bích là hợp với người mệnh hỏa và mình mộc. Đây, rất là đẹp nha cả nhà. Bên công ty trầm Hương Nguyễn có thay đổi đá theo bổn mệnh của khách hàng. Giá Việt Nam là 6.700.000 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 291 đô Mỹ nha cả nhà. 291 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hạt 6 ly trầm do con người trồng cấy nha. Đây, mình có thể bung ra làm sợi dây chuyền cũng rất là đẹp nha cả nhà. Và đây là vòng đeo tay hạt 10 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 10 ly dành cho cổ tay nữ nè. Miết với đá mắt khổ vàng. Đá mắt khổ vàng hợp với người mệnh kim, mệnh kim, mệnh thủy và mệnh thổ nha cả nhà mình nha. Bên công ty trầm Hương Nguyễn có thay đá theo bổn mệnh của khách hàng. Giá Việt Nam là 3.300.000 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 143 đô Mỹ nha cả nhà. 143 đô Mỹ cho vòng đeo tay trầm do con người trồng cấy hạt 10 ly nha cả nhà. Trầm do con người trồng cấy hạt 10 ly. Vòng đeo tay hạt 10 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 10 ly trầm do con người trồng cấy mít với lại đá mắt khổ vàng. Đá mắt khổ vàng là hợp với người mệnh mệnh kim, mệnh thổ và mệnh thủy nha cả nhà. Đây, rất là đẹp. Bên công ty trầm Hương Nguyễn có thay đổi đá theo bổn mệnh của khách hàng. Giá Việt Nam là 3.300.000 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 143 đô Mỹ nha cả nhà.
$143 cho cái vòng đeo tay hạt 10 ly trầm do con người trồng cấy. Và cái này là chuỗi 108 hạt 8 ly. Chuỗi 108 hạt 8 ly trầm cho con người trồng cấy. Giá Việt Nam là 7 triệu 9 tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là $343 cho chuỗi 108 hạt 8 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 8 ly mình có thể quấn vào cổ tay 5 vòng như thế này, hoặc buông ra đeo thành sợi dây chuyền rất là nhiều kiểu nha cả nhà mình nha. Chuỗi 8 ly mình đeo được rất là nhiều kiểu. Đó, mình có thể là đeo cộng ngắn cộng dài như thế này, mình mặc áo dài hoặc là mình mặc đầm mặc váy hoặc là mặc áo thun gì mình đeo cũng vẫn được nha cả nhà mình nha. Mình có thể thắt cúc như sợi dây chuyền như thế này, rất tốt, mình đeo cũng rất là đẹp đó. Cái chuỗi 8 ly thì mình đeo được rất là nhiều kiểu nha cả nhà mình nha. Đó, mình thắt nút như thế này mình đeo. Mình có thể là lẫn tràng hạt cũng rất là tốt. Vì chuỗi 108 hạt 8 ly cái hạt nó to to, mình lẫn tràng hạt thì rất là tốt nha cả nhà. Đây. Em chào chị Susan. Em chào chị Susan. Chào cả nhà mình. Đây. Chuỗi 108 hạt 8 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 8 ly trầm do con người trầm cấy. Giá Việt Nam là 7.900.000 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là $343 nha cả nhà. $343 cho cái chuỗi 108 hạt 7 ly trầm do con người trồng cấy nha. 8 ly. Mà chuỗi 108 hạt 8 ly nha cả nhà. Trầm do con người trồng cấy. Đây. À, và bên công ty Trọng Hương Nguyễn sẽ live tất cả các ngày trong tuần vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali và lúc 9 giờ sáng tại Việt Nam. Bên công ty Trọng Hương Nguyễn chỉ có hai số phone duy nhất để chốt đơn hàng nha cả nhà. Một số phone của chị Hương ở Mỹ là 714-588-9989 và số phone tại Việt Nam của chị Thanh là 0983-556-669. Chỉ có hai số phone nha cả nhà. Ngoài ra tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo. Bên công ty Trọng Hương Nguyễn tại Mỹ chỉ có một địa chỉ duy nhất tại nước Mỹ nha cả nhà mình nha. Nằm trong Mo Phước Lộc Thọ tại miền Nam Cali. Từ cửa sau đi vào cho dễ tìm nha cả nhà. Từ cửa sau đi vào bước 2 bước, ngã quẹo đầu tiên bên tay phải, cách 2 căn là tới công ty Trọng Hương Nguyễn. Ở unit là 146. Mở cửa vào lúc 11 giờ trưa và đóng cửa vào lúc 6 giờ tối. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần, đóng cửa vào ngày thứ hai. Chỉ có một địa chỉ duy nhất tại nước Mỹ nha cả nhà mình nha. Không có chi nhánh thứ hai tại nước Mỹ. Và cũng chỉ có một tiệm duy nhất tại Việt Nam nằm tại địa chỉ là 188 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp, Sài Gòn nha cả nhà. Và sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng, đóng cửa vào lúc 9 giờ tối, mở cửa tất cả các ngày trong tuần, không đóng cửa ngày nào nha cả nhà. Và cũng chỉ có một địa chỉ duy nhất ở tại Việt Nam, ngoài ra không có chi nhánh nào khác tại Việt Nam nha cả nhà. Không có chi nhánh thứ hai tại Việt Nam. Và sau khi up cái like này thì bên công ty Trầm Hương Nguyễn có download lại cái video và đăng lên kênh YouTube Trầm Hương Nguyễn để cho những cô chú anh chị không có sử dụng Facebook có thể lên cái kênh YouTube Trầm Hương Nguyễn để có thể xem lại và chốt với món quà tặng đặc biệt để lấy lòng nha cả nhà. Và trên những cái like như thế này thì cuối like hai món sẽ được tặng để cho cả nhà mình một ít để lấy lòng nha cả nhà mình nha. À, trong cái thời điểm này em chào chị Hoa Vi, em chào chị Cát My. Và mình mua sản phẩm giá trị từ $200, mình sẽ được một phiếu bốc thăm trúng thưởng nha cả nhà mình nha. Mình mua sản phẩm càng nhiều thì cái cơ hội trúng càng nhiều. Vào ngày mùng 1 Tết âm lịch, vào lúc 11 giờ trưa đến 6 giờ tối, bên công ty Trầm Hương Nguyễn có hái lộc đầu xuân và cây mai trị giá là $1,000, có 4 tờ là $100. Còn những tờ còn lại là $1, $2, $5, $10 và $20. Mình đến để hái lộc đầu xuân để may mắn nha cả nhà. Hái lộc đầu xuân để cho may mắn vào ngày mùng 1 Tết âm lịch nha cả nhà mình nha. Và đặc biệt là vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali sẽ live stream trực tiếp để chọn ra 3 vị khách thật là may mắn. Cái giải 3 là trị giá là $500 cho bột trầm và nhang trầm nha cả nhà. Và một cái vòng trầm núi rừng mọc tự nhiên trị giá $1,200 là cho giải nhì. Và giải nhất là trị giá là $3,000 cho cái chuỗi 108 trầm núi rừng mọc tự nhiên nha cả nhà mình nha. Đầu năm mà mình trúng được trầm hương thì rất là may mắn nha cả nhà. Cả nhà mình có thể là mua sản phẩm bên công ty Trầm Nguyễn $200 thôi, mình sẽ được một phiếu bốc thăm trúng thưởng nha cả nhà mình nha. Em chào chị Linh Điệp. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ like như thế này.
tất cả các ngày trong tuần vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali và vào lúc 9 giờ sáng tại Việt Nam. Và bây giờ Thanh Nguyễn và Mộng Huyền, hai món cuối cùng để tặng cho cả nhà mình một ít để lấy lọc. Mình được tặng một ít để lấy lọc và được còn phiếu bốc thăm trúng thưởng nữa nha cả nhà mình nha. Giá trị từ 200 đô sẽ được một phiếu. Mình mua 400 đô thì được 2 phiếu, 600 đô thì được 3 phiếu nha cả nhà mình nha. Mình mua càng nhiều thì cái cơ hội trúng càng cao. Nên cả nhà mình đầu năm mà trúng trầm hương thì rất là may mắn nha cả nhà. Và cả nhà lưu ý chỉ gọi vào hai số phone duy nhất nha cả nhà mình nha, ghim ở dưới màn hình và phía sau màn hình, vì có rất là nhiều trang giả mạo trang công ty Trầm Hương Nguyễn nha cả nhà. Và đây Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ tặng cho cả nhà mình một ít để lọc cái chuỗi 108 hạt 6 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên nha cả nhà. Mít với trăm bạc 925 màu vàng nè, mình hợp với người mệnh thổ, mệnh kim và mệnh thủy nha cả nhà. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn có thay đá theo bổn mệnh của khách hàng. Giá Việt Nam là 16 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 695 đô Mỹ. Trên cái line này em sẽ tặng cho cả nhà mình 65 đô nha cả nhà. Tặng cho cả nhà mình 65 đô là còn 630 đô chẵn. 630 đô chẵn là mình sẽ được 3 phiếu nha cả nhà. Nếu mà mình chốt mình sẽ được 3 phiếu bốc thăm trúng thưởng để có cơ hội trúng đầu năm trầm núi rừng mộc tự nhiên thì mình rất là may mắn nha cả nhà mình nha. Chuỗi 108 hạt 6 ly nha. Em chào chị Trâm Phạm. Chuỗi 108 hạt 6 ly trầm trầm núi rừng mộc tự nhiên nha cả nhà. Mất với lại trăm bạc 925 đá màu vàng. Đá màu vàng là hợp với người mệnh kim, mệnh thổ và mệnh thủy nha cả nhà. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn có thay đổi đá theo bổn mệnh của khách hàng. Giá Việt Nam là 16 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 695 đô Mỹ. Và cuối cái like này em và chị Thanh sẽ tặng cho cả nhà mình là 65 đô, là còn 630 đô nha cả nhà. 630 đô cho cái chuỗi 108 hàng 6 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên nha. Mình chốt và mình được còn tặng thêm 3 phiếu nha cả nhà, được 3 phiếu bốc thăm trúng thưởng nữa. Mình mua sản phẩm càng nhiều thì cơ hội trúng sản phẩm càng cao nha cả nhà mình nha. Vào ngày mùng 1 Tết âm lịch, công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ live stream trực tiếp vào lúc 6 giờ tối miệt giờ miền Nam Cali. Vào ngày mùng 2 Tết ở Việt Nam nha cả nhà, vào lúc 9 giờ sáng sẽ được 3 vị khách may mắn nha cả nhà mình nha. Trị giá là giải 3 là trị giá là 500 đô cho cái bột trầm và nhang trầm. Và trị giá giải thứ nhì là trị giá một cái vòng trầm hương núi rừng mộc tự nhiên là 1.200 đô. Và cái giải nhất là một cái chuỗi trầm núi rừng mộc tự nhiên trị giá là 3.000 đô nha cả nhà. Và tặng cho cả nhà mình cái chuỗi này nha, tặng một ít để lấy lọc cho cả nhà mình. Chuỗi 108 hạt 8 ly, đây là trầm do con người trồng cấy. Giá Việt Nam là 7 triệu 9 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 343 đô Mỹ. 343 đô Mỹ tặng cho cả nhà mình là 33 đô nha cả nhà. Tặng cho cả nhà mình là 33 đô là còn 310. Còn 310 đô cho cái chuỗi 108 hạt 8 ly trầm cho con người trồng cấy nha. Mình có thể quấn vào cổ tay, bung ra đeo thật sự chuyền hoặc là lẫn tràng hạt thì rất là tốt nha cả nhà. Em chào chị Cindy. Đây, chuỗi 108 hạt 8 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 8 ly trầm do con người trồng cấy. Giá Việt Nam là 7 triệu 900 ngàn tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 343 đô Mỹ nha cả nhà. Và cuối cái like này em và chị Thanh sẽ tặng cho cả nhà mình là 33 đô, là còn 310 đô nha cả nhà. 310 đô cho cái chuỗi 108 hạt 8 ly trầm do con người trồng cấy nha cả nhà. Mình có thể đeo vô tay 5 vòng hoặc bung ra làm sợi dây chuyền cũng rất là đẹp nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt mình đeo được rất là nhiều kiểu nha. Em chào chị Ngọc Nguyễn. Em chào chị Ngọc Nguyễn. Và chị có hai số phone duy nhất để chốt đơn hàng. Em chào chị Trâm Phạm. Một số phone của chị Hương ở Mỹ là 714-588-9989 và số phone tại Việt Nam của chị Thanh là 0983-556-669. Chỉ có hai số phone duy nhất để chốt đơn hàng. Ngoài ra tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo nha cả nhà mình nha. Em chào chị Amy Nguyễn, chào cả nhà mình. Và cả nhà mình ơi, cả nhà mình nhanh tay mua trong sản phẩm trong cái dịp này, mình sẽ 200 đô mình sẽ được một phiếu bốc thăm trúng thưởng nha cả nhà. Đầu năm mà trúng trầm hương núi rừng mộc tự nhiên thì rất là may mắn và mình được hái lộc đầu xuân vào ngày mùng 1 Tết âm lịch vào lúc 11 giờ trưa đến 6 giờ tối ở công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ nha cả nhà mình nha. Em chào chị Kelly Nguyễn. Và bây giờ Thanh Nguyễn và Mộng Huyền xin chào bye bye cả nhà mình nha.